có một tuổi mơ to giấu trong lớp ngoài gầy guộc, và cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà đục khoét như bầy chuột, lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai, ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai. Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ, thế giới của anh bé xíu, anh là lão công kim luôn ông chủ. Anh không có những khu vườn ngập tràn hoa trái lạ và thơm, tặng em cả cánh đồng mơ mơ sơ sát như rạ và rơm. Cuộc đời là một áng mây và mỗi chúng ta là hạt nước, chúng ta rơi, ôi chúng ta rơi, chẳng thể nào làm khác được. Và cuối hành trình ai rồi cũng sẽ vỡ ra, ta chỉ mơ nơi ta rơi xuống mặt đất khô cằn kia sẽ nở hoa. Những giấc mơ không thể lấp đầy cơn đói, nhưng đó là cách để khiến tâm tư ngày nào đó được đâm chồi. Và sẽ thật tệ nếu bỏ đi niềm mơ mà sớm, cầm cùi đi suốt cuộc đời rồi trở ra biển ra sông.